Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, giới thiệu đi bạn nam. Dạ thưa anh Linh, thưa quý vị khán giả, em tên là Nguyễn Quốc Thịnh, em người Quảng Nam, em đang làm việc ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc gì bạn? Dạ em làm bên công ty thuốc thú y ạ. Bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi? Dạ em 27 tuổi chị. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em tên là Tú Anh, năm nay em 25 tuổi, hiện tại thì em đang làm giáo viên dạy tiếng Anh. Quê mình ở đâu em? Em ở Đắk Lắk chị. Ở Đắk Lắk, hiện giờ mình đang dạy ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Nếu mà hồi trước giờ chính thức thì hầu như là chưa chị. Chưa có. Bạn đề nghị cao quá đúng không? Dạ, hay sao? Dạ không phải, nhưng lên cái lúc mà người ta tới thì người ta làm quen thì mình không thấy ưng ý, cái đến hồi người ta quay đi rồi mình tự nhiên cái mình thấy minh mấy người ta vậy đó, xong đó thấy chưa. Bởi vậy anh Nguyễn Linh anh hay nói nè, chị em phụ nữ mình cũng phải nắm bắt thời cơ kịp lúc, chứ nhiều khi là nó chỉ cần trọt chút xíu thôi cái lỡ đi luôn vậy đó. Dạ. Nha, lần này nếu mà cảm thấy được là mình phải chụp lấy thời cơ liền đó. Dạ. Sơ yếu lý lịch sơ sơ về tên trường của cô gái bên kia. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ hồi cấp 3 thì em có thương một bạn học trên lớp, rồi bạn đi học đại học rồi chia tay. 5 năm sau thì em có quen một người nữa. Mà dạ, quen năm mấy sau. Năm? Dạ quen thì cỡ nửa năm thôi. Thôi bỏ qua chuyện cũ. Dạ. Bây giờ mình sẽ tìm cho mình một người phụ nữ như thế nào? Em thì chắc cũng đơn giản thôi. Cái điều mà ưu tiên nhất là sống chân thành, sống giản dị. Nói chung là cái gương mặt thì nhìn dễ thương, cười tươi. Có duyên chút, da với dáng dễ nhìn chút, không có hình xăm, nếu được không có hình xăm, không hút thuốc, uống rượu, bia, nhậu, đặc biệt là đánh bài. Dạ. Sao bạn nói toàn là trò chơi của con trai không vậy? Dạ, tại em thấy một số phụ nữ cũng có, cho nên thôi mình cứ đưa ra trước vậy cho nó chắc anh. Rồi, để chị hỏi bên đây coi, hút thuốc, xăm mình, đánh bài, em có dính cái nào không? Dạ, chắc chưa chị. Chắc chưa hả? Em nói biết hết, sẽ sợ luôn em. Mình đặt ra cái chuẩn tìm một người bạn trai như thế nào? Mặc dù là em cũng không được ốm mà em lại không có thích người mà mập quá. Thứ hai là đầu không có bị hói. Sao tự nhiên em xuống tông chỗ thì em nói lớn lên em? Dạ đầu không có bị hói, với lại là thêm cái nữa là cao hơn em xíu chị. Em muốn cao bao nhiêu? Dạ em thì 1m68 trở lên là được. Bên đây 86. Em có thích bạn trai có sở trường gì hay tài gì không? Ừ, dạ, sở trường với tài thì em nghĩ là không cần. Nhưng mà em thích người là thích tập thể dục thể thao rồi. Nên nếu có quen thì cũng rủ nhau đi tập thể dục thể thao vậy thôi, cho nó khỏe vậy thôi. Để hỏi ảnh thôi coi anh có thể thao không nha. Anh cao bao nhiêu? Dạ, em cao chắc đạt yêu cầu 111.5% ở bên kia. Sao tự nhiên hại não tôi chi vậy? Thì bên kia đưa 1m68 thì 100 mấy% rồi. 1m75. Rồi có chơi thể thao gì không? Em chơi cầu lông tập tành thôi. Bây giờ bạn có cái điều gì mà bạn cảm thấy không thích ở người phụ nữ không? Dạ nói không thích thì hơi ngại, nhưng mà ví dụ như mà hô sơ sơ. Là thích hô sơ sơ? Không. Tức là không thích hô. Dạ nói vậy đi cho ngắn ha. Bên đây không có hô sơ sơ, đây hô nguyên hàm. Móm móm được không? Dạ móm thì chắc có duyên hơn. Móm có duyên hơn. Bây giờ đâu hết thích hết đất thử một vài cái cơ. Cái nào phải làm khó nhau dữ. Đâu có làm khó đâu. Tại vì bạn gái bên này chỉ thích người bạn trai có chơi thể thao. Sao quý vị? Ráng làm những vài chục cái coi. 2 3 4. Thích chất lượng ha. 6 Coi chừng cái lỗ mũi nha. 8 9. Thôi được rồi. Ổn định rồi. Khỏe. Được. Bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được, tôi gả luôn rồi đó. Dạ nếu mà tìm hiểu mà hai bên hợp thì chắc khoảng dưới năm đi chị. Bây giờ là trong một năm là đám cưới được đúng chưa? Dạ được. Rồi để tôi về tôi nói cho. Khỏe, cao, đẹp trai, hít đất 10 cái xác rạc. Được. Bà Mai phải làm khó quá ha. Đâu về đây tao nói gái thì coi sao nha em. Dạ. Trời, cô giáo dạy tiếng Anh dễ thương lắm. Oh good morning. Dạ chưa rồi. Thì tôi mới ngủ dậy tôi tưởng là buổi sáng. Anh bên đây thì anh hơi đẹp trai chút, nói thẳng gì luôn á nha, đàn trai là hơi đẹp trai đấy. Mà thường những người mà đẹp trai á thì hay có những bóng hồng xung quanh, có ghen không?
chắc là ghen anh. Ghen, nhưng mà ví dụ là mình ghen vừa vừa thôi, mà nếu mà người thấy người ta mà người ta, mình đã thể hiện cái thái độ của mình như vậy rồi mà người ta vẫn cố tình người ta như vậy thì mình chắc là... Đặt trường hợp em thấy người yêu của em chở một cô gái đi trên đường mà cái tay để lên cái đùi, em sẽ làm gì ngay tức khắc? Chắc là em phải chạy về nhà, xong rồi ăn cơm uống nước cho bình tĩnh, rồi sau đó từ từ tính anh, chứ còn nếu... Được, cái này được. Trời hay vậy. Thấy, cái này tâm lý nè. Bởi vì khi mấy cô kia thấy cái tội nhào vô cái gì vậy, sao để tay lên đùi, biết đâu cái cô kia tự nhiên chạy của sợ của vịn tay lên đùi, vô tình em bắt gặp làm sao. Thí dụ vậy, mình phải về nhà bình tĩnh để giải quyết, có để hỏi ăn anh cơm coi uống tại nước. Sao đúng rồi tại em vì... uống nước ăn cơm tắm rửa ngủ giấc sáng mai em hỏi. Tại vì thường mà em mà bị căng thẳng là tức giận là em phải kiếm gì em ăn trước cho đỡ tức chứ. Được, cô này được xử lý thì cũng rất là tốt ha. Thôi hỏi như đó cũng thấy được rồi đó, tình hình là trai tài gái sắc vô. Riêng bà Mai cái vụ ghen này phải học hỏi cô này mới được. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến tư vấn của người thân đi ha. Em gái có đi với ai không em? Dạ em đi với lại em gái ruột với lại hai đứa em làm chung chỗ. Hỏi ý kiến em gái ruột trước đi. Em chào anh Nguyễn Linh với chị Cát Tường. Chào em. Tình hình anh rể tương lai thế nào em? Em thấy anh cũng dễ thương. Về ngoại hình thì chắc là đạt rồi á. Em có yêu cầu gì anh rể tương lai không? Nếu mà làm anh rể em á thì yêu thương chị em xíu. Tại chị cũng hiền lắm, mà nói chung là siêng lắm. Sáng dậy là chạy bộ xong rồi về nấu ăn cho cả nhà, xong rồi tối đi làm về là nấu ăn cho cả nhà luôn. Ổn đấy. Được nha. Cảm ơn. Mẫu em gái. Người vợ lý tưởng đấy. Rồi, mình đi với ai? Dạ em đi với cô Chính. Cô Chính. Dạ. Chào cô Chính. Dạ chào cô. À, chị xin chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Theo ý kiến của cô thì cô nhìn cô thấy bé này thì cũng rất dễ thương và hiền, mà cũng có nhiều cái quan điểm đấy. Cô nhìn cô thấy là cũng hơi giống của cháu cô á. Thì cô cũng khuyên cháu cô thì nên hẹn hò đi rồi có thể có gì mình tìm hiểu thêm. Cảm ơn cô Chính. Khuyên em á là hẹn hò để tìm hiểu sao. Cô Chính cũng thoáng. Rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt. Cặp đôi này xứng nè. Rồi gặp đi bạn. Chào. Tạm cho anh. Em tặng cho anh. Cảm ơn em. Dạ. Anh là anh định mang theo quyển sách để tặng, nhưng mà vì sách rất là kén người cho nên là anh sợ rủi mà người không thích đọc sách thì nó không có ý nghĩa, cho nên là anh cuối cùng là anh tặng cái cây. Dạ. Em cũng thích cây lắm, nhưng mà hy vọng là anh thích cuốn sách này. Nghe. Dạ. Là sở thích có vẻ giống nhau rồi ha. Rồi. Bây giờ mình cảm nhận về người đối diện lần đầu tiên gặp mặt khi mà tấm màn nhung kéo lên, thấy thế nào? Chị thấy luôn rồi. Vẫn còn thấy hồi hộp. Anh thấy Tú Anh nó là dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Thực sự nếu mà được cái hiền á là cái mà anh có vẻ là anh cảm thấy vừa ý nhất. Em thấy thì nhiều khi mình cũng không thích người ta nghĩ mình hiền quá, tại vì nếu mà người ta nghĩ mình hiền quá thì nhiều khi ăn hiếp, thì em cũng không thích. Ủa em nghĩ sao cái mặt anh vậy, ăn hiếp được ai em? Em đâu biết được. Rồi, bây giờ mình sẽ nói một câu nào đó từ đáy lòng của mình ha. Này mình nói theo tiếng nói của con tim, nãy giờ mình cảm nhận thế nào để chúng ta có thể tiến hành bấm nút. Em nói trước. Em cảm thấy thì ngoại hình đúng như em gái em nói thì nhìn dễ thương. Dạ. Em thì nghĩ là con trai dễ thương với lại có nụ cười ấm áp. Em thích con trai có nụ cười mà nhìn ấm áp vậy. À, với lại về những cái quan điểm thì em thấy anh với lại em cũng có một số điểm hơi giống. Rồi bạn nam thấy thế nào? Thì để em hát một câu đi ha. Rồi. Nếu em yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê anh. Nếu em yêu cái nồng cay thì về Quảng Nam ân tình. Rồi về miền Trung nghe mùi xôi nếp mới. Rồi về nhà anh em làm dâu nhà anh. Ôi nghèo sao cái chi răng mà rửa hỉ. Ôi nghe thương sao cái bên đi bên tê. Đất Quảng ân tình nuôi anh từ thơ bé.
đất quảng ân tình cho anh một gian hình và cho anh những bước chân phong trần anh mới gặp được em. Nếu em yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê anh. Nếu em yêu cái mặn nồng thì làm nàng dâu quê anh. Nắm tay quyền thế, nắm tay quyền thế. Tay ảnh lạnh quá. Nắm tay quyền thế. Chắc là ảnh luôn. Hình như họ quen từ bao giờ vậy? Cái nắm tay rất chặt. Ô, xứng đôi quá. Bạn gái em cảm giác thế nào? Cảm giác như thế nào? Cảm giác cũng không có xa lạ lắm, dù là mới lần đầu ạ. Không có xa lạ lắm. Tức là hình như đã gặp nhau ở đâu đó rồi. Trong mộng thì phải. Nào, trở về vị trí, chuẩn bị, bấm nút. Dù đã nắm tay rồi nhưng mà cũng phải làm thủ tục về ghế. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm các bạn. Nói gì nói, đây là giờ phút hết sức là thiêng liêng đối với các bạn. Nó sẽ đánh dấu một cái ngày thật ấn tượng. Và chúng ta sẽ không bao giờ quên ngày này các bạn nhé. 3 2 1 Hết thời gian. Bạn gái tặng bạn trai một cuốn sách Hạnh Phúc Đích Thực. Và đây chính là Hạnh Phúc Đích Thực. Chúng ta hãy gieo mầm để tình yêu lớn mãi các bạn nhé. Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn sẽ có những buổi xem phim thật là lãng mạn để hiểu kỹ hơn. Dạ, cảm ơn. Hồi nãy nắm tay rồi, bây giờ nắm tiếp đi. Dạ, thôi được rồi, xíu rồi, nắm nhiều hơn. Không, nắm đi. Hôn nhau. Một cái hôn để kỷ niệm. Đó là thủ tục của chương trình đó bạn. Cái này chắc để sau. Không có để sau được. Bắt đầu. Hôn mà còn che lại nữa. Dạ em thấy bạn ngại quá nên che em kính lại cho rồi. Bạn đấy ạ. À đây, quà tặng gửi cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ cảm ơn chị Tư. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ cảm ơn anh. Chị đang làm công việc gì? Kinh doanh tại nhà, bán ăn bán uống chị. Trước tiên là cái trình độ học vấn. Anh muốn sao anh? Đại học trở lên. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hạ Màn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Chúng ta sẽ giới thiệu sơ yếu lý lịch trích ngang. Mời anh. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Mình tên là Đức Anh. Năm nay mình 48 tuổi. Hiện nay mình đang sống ở Bạc Liêu. Ở Bạc Liêu lên thành phố Hồ Chí Minh anh hả? Vâng. Anh đang làm công việc gì vậy anh? Hiện nay mình đang làm quản lý bên ngành giáo dục. Rồi xin mời bạn gái bên kia. Em chào quý khán giả, chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường. Em tên Kim Loan, 48 tuổi, quê ở Bạc Liêu. Ồ. Chị cũng 48 tuổi hả chị? Hiện nay chị đang làm công... chị đang làm công việc gì? Em hồi trước là thợ may, sau đó em muốn buôn bán kinh doanh tại nhà, bán ăn bán uống chị. Bán về món gì? Bán bò kho, phở bò, phở gà. Trời ơi, chắc là ngon lắm ha. Ủa, chị, nhưng mà 48 tuổi là sinh năm bao nhiêu? 169 chị. Anh sinh năm bao nhiêu? Mình sinh năm 68. Ủa, vậy là lớn hơn tuổi. Lớn hơn tuổi. Vậy chị gái ơi. Dạ. 48 tuổi chắc cái tuổi nó cũng vừa vừa rồi ha. Chị có thể nói một chút xíu về tình yêu của chị như thế nào mà bây giờ mới ngồi ở đây à? Em đã có gia đình mà chia tay anh. Mình có cháu, cháu rồi. Em được 3 cháu. Bao nhiêu tuổi cháu? Chị? Một cháu trai 24 với 20, cháu gái 13 tuổi. Hai trai một gái. Con lớn quá hả? Dạ. Lấy nhau được bao nhiêu năm thì mình chia tay hả chị? Bắt đầu ý kiến cũng lâu lắm rồi anh Linh. Nhưng mà tại vì em thương con á nên mới kết thúc giấy tờ hẳn hồi thì 5-6 năm nay á anh. Dạ, là 5-6 năm nay mình ở vậy một mình. Dạ. Dạ, lý do sao chị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Tại vì con dâu á, bạn gái của con trai á, nó động viên, nó nói mẹ đăng ký đi, chơi về vui, thấy chương trình này cũng hay quá. Rồi con dâu chị, con dâu thiệt là tâm lý ha. Thôi mời anh, mình hỏi anh sẽ nói một chút xíu về đường tình của mình như thế nào anh.
Mình trải qua hai mối tình và một cuộc hôn nhân. Mình cũng cái hoàn cảnh cũng gần giống bạn gái bên này. Mấy cháu rồi anh? Hai cháu. Một cháu lớn đang học đại học năm 2, một cháu học lớp 8. Hiện nay các cháu sống với mẹ. Hai đứa con cũng lớn như chú bộ. Vâng. Không có cứu vãn gì được anh hả? Rất tiếc. Cha, hôm nay trường hợp này hơi đặc biệt nha. Thôi giờ là anh đưa ra quan điểm của mình đi. Mình sẽ tìm cho mình một cái người bạn đời thế nào để có thể đi suốt một cái chặng đường còn lại nè. Trước tiên là cái trình độ học vấn. Học vấn, anh muốn sao anh? Nghề nghiệp thì không quan trọng lắm, quan trọng là thu nhập ổn định. Anh muốn trình độ thế nào? Đại học trở lên. Ủa tại sao vậy anh? Sao phải học cao vậy anh? Cái trình độ nó liên quan rất nhiều vấn đề, trong đó có cái quan điểm sống, cái lối sống và cái lối ứng xử giữa vợ chồng và cái cư xử với hai bên gia đình. Linh nghĩ là đôi khi có những người không có trình độ đại học nhưng họ sống rất là tốt, họ sống bằng cái tâm của họ, cũng đâu có liên quan gì đến cách sống và trình độ đâu anh. Cũng có những người học rất thấp nhưng mà người ta lại là người vợ tuyệt vời. Đúng rồi, đúng rồi đó anh. Mình đồng tình. Còn bây giờ anh yêu cầu đại học thì cái trình độ mình đề nghị ra không phải là tất cả, nó tổng hợp nhiều yếu tố, quan điểm sống và hình thức. Linh nghĩ cái quan điểm sống mới là quan trọng. Vâng vâng, có thể mình diễn đạt không đúng cái ý của mình nói. Dạ dạ. Thì anh có đưa ra cái chuẩn gì luôn không? Anh nói luôn đi, rồi để em tâm sự với chị. Mình muốn có một bé gái. Anh muốn đẻ nữa hả? Vâng. Nếu bây giờ chị ấy không đẻ được con gái, đẻ ra con trai nữa thì sao? Dĩ nhiên là được. Cũng xin phép anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý khán giả, mình cứ chia sẻ những cái gì mình mong muốn nhất. Còn quan trọng mình có cái gì để cho đối phương nữa. Dạ. Chứ không phải mình cứ đòi hỏi là đương nhiên mình sẽ được. Đúng rồi, mình cứ nói thật hết những gì suy nghĩ thôi. Khi mà gặp nhau á, cái duyên nó sẽ xóa đi tất cả những cái yêu cầu của mình. Nãy giờ chị cũng nghe anh chia sẻ những quan điểm sống của anh. Thế giờ mình mong muốn tìm một cái người để mà đi với mình cái quãng đời còn lại, thì mình muốn cái người đó như thế nào? Phải mở rộng vòng tay để dìu dắt mẹ con em vượt qua những cái khó khăn và chia sẻ và yêu thương bảo bọc lo lắng cho em, tại vì em chưa có được chưa được chia sẻ và quan tâm. Dạ. Có lẽ chị bên kia chỉ chưa được hạnh phúc trọn vẹn. Em xin phép anh nhé, em nhỏ tuổi anh nên xin phép để em qua em nói chuyện với chị chút xíu nha. Chứ không phải là mình chào chị. Hồi nãy Linh trò chuyện với anh kia thì ý anh cũng muốn là chị xin cho ảnh thêm một đứa con nữa. Chị thấy sao chị? Nếu như ảnh thật sự ảnh là người tốt mà biết chia sẻ, mở rộng vòng tay, che cái tổ ấm cho em thì cái chuyện đó em sẵn sàng, không có thành vấn đề. Những lúc buồn chị thường tâm sự với ai? Không có ai để tâm sự hết. Cái người chồng cũ có chu cấp hay là có dạy dỗ các con không chị? Dạ không chị, không có chia sẻ bất cứ một cái gì. Một mình em tội nghiệp, ba đứa con em cũng vẫn bất hạnh, thiếu sự dạy dỗ và dìu dắt của cha. Nhưng mà ba người con của chị cũng lớn rồi, có đồng quan điểm để chị bước thêm một bước nữa hay không? Nó nói miễn sao mà mẹ đừng có buồn, mẹ vui thì sao con cũng con chị, dâu đăng ký chương trình. Xin chia sẻ với chị điều đó ha. Dạ dạ. Xin xin phép nha. Dạ. Nãy giờ anh nghe chị nói cảm nhận như thế nào hả anh trai? Mình nghĩ là mình có thể chia sẻ được. Mình nghĩ là mình sẽ cố gắng. Dạ. Dạ chào anh. Chào các dạ. Anh ơi, nhưng mà điều em nói thiệt nha. Bây giờ anh cũng đã có hai cháu rồi, chị cũng có ba cháu rồi. Thì bây giờ nếu như mà mình hợp với nhau mà mình cảm thấy mình có thể san sẻ trong cuộc sống với nhau được á, nhưng mà chị không thể sanh được nữa thì điều này nó có làm anh thay đổi quyết định của anh không? Mình nghĩ đứa con nó không phải là tất cả. Nếu sau này thành hai đứa đã có rồi, dĩ nhiên có thêm một đứa bé thì tốt hơn. Yeah. Không phải là tất cả, không phải là điều kiện tiên quyết. Được nhiều yếu tố thì tốt, còn không thì mình chấp nhận. Bởi vì chính mình cũng chia sẻ là mình thực ra mình chẳng có nhiều để cho bạn đời, mình cũng có ít lắm. Thôi bây giờ có lẽ mình để sự tư vấn của người lớn đi chứ. Dạ. Người lớn là ai nữa, lớn hơn nữa. Anh ơi, có ai đi theo không anh? Có bạn đồng nghiệp. Dạ. Bạn đồng nghiệp. Cái cảm nhận của anh về hai người này thế nào ạ? Hy vọng là sau chương trình này hai anh chị nắm tay ầu ơ với dầu và hát được câu Thương lắm mình ơi là mừng lắm rồi. Rồi, chị gái bên kia chị có đi với ai không? Em đi với chị Cách Nghĩa. Dạ, chào chị ạ. À. Chào Linh với Cát Tường. Cặp này được không chị? Được, nhưng mà điều chị thấy như vậy em đòi hỏi quá cao, đòi hỏi phải đẻ con gái, gũi đẻ con trai nữa rồi làm sao?
chị cũng muốn hai em nắm tay nhau rồi mà cuối đời rồi không còn gì nữa hết á. Giờ cuối đời rồi của chưa, em cuối đâu trời mới giữa giữa mới trời cuối... ơi gần 50 tuổi rồi còn nữa em 50 tuổi chưa cuối đời nữa là người rồi còn gì nữa mà giờ sanh đẻ nữa là chị không chịu. Nó bất hạnh lắm, không được chồng thương rồi con thì tự lo tự nuôi không, mà nó giỏi lắm đó, nấu ăn đồ ngon lắm thì chị thấy em cũng được, nhưng mà điều nói sanh đẻ là chị không chịu. Thôi bây giờ thôi hai anh chị anh với chị gặp nhau nha, thật sự rồi em không có dám tư vấn cái này. Nào kéo màn lên xin mời anh chị. Lần đầu gặp em thấy anh thế nào? Thế anh cũng dễ gần, anh thấy em sao? Anh cũng nghĩ thế. Nhưng mà tính anh thì hơi kỹ tính và hơi nóng tính. Dạ. Em có như vậy không? Em hiền lành nhưng mà em cũng nóng tính, mà em biết lắng nghe và tôn trọng. Anh thì anh nghĩ thế này, hôm nay mình có duyên là đã được gặp. Dạ. Hai đứa hay chớp với cái cơ hội đó, còn có thành hay không nó lại là cái nợ. Đúng không? Mình đều là những con chim đã từng gãy cánh rồi. Anh mong rằng anh và em đạt được cái mục tiêu giống như anh Quyền Linh và chị Cát Tường mong muốn. Em thì thích nghe nhạc, thích đi du lịch. Giống anh. Hay anh chỉ thích nghe nhạc hay anh hát tặng chị một bài hát gì đi? Xin hát tặng em và tặng anh chị và khán giả bài hát Triệu Đóa Hồng. Một ngôi nhà xinh anh hoa xinh gợi trong tranh vẽ những vui buồn, lòng anh thầm yêu cô ca sĩ, cô gái rất yêu bông hoa hồng, tặng một đài dương hoa hồng thắm cho người ca sĩ anh yêu thầm. Dạ, chị cảm nhận như thế nào chị? Anh hát hay. Chị được rồi. Có thích lãng mạn không? Dạ thích, anh rất thích lãng mạn. Mà chưa được lãng mạn. Anh có thể tổ chức một buổi gặp mặt đầu tiên thật lãng mạn không anh trai? Mình nghĩ là mình có thể. Thí dụ mình hẹn hò đâu cho nó lãng mạn đi anh? Hợp phố chẳng hạn. Hợp phố là ở đâu? Ngã tư Trần Huỳnh, Lê Duẩn, thành phố Bạc Liêu. Ủa mình gặp ở bữa giữa ngã tư gì đó hả? Chỗ đó là cái gì anh? Cái quán cà phê nhạc chính. Nhưng mà như anh Quyền Linh nói thì có thể giữa đêm 12 giờ hả? Đứng giữa ngã tư cũng được. Đúng rồi. Cũng có thể khi màn đêm vừa buông xuống, sương mờ nó bay là đà, anh đứng nghe chờ ngay ngã tư, cầm một cái bó hoa hồng chờ chị, và chị xuất hiện đúng 12 giờ ta tặng một bó hoa, hát bài Triệu Đóa Hồng đỏ thắm. Đó là một cách cũng lãng mạn đúng không anh? Rồi, thôi thế cũng cảm nhận được rất là nhiều điều rồi ha. Bây giờ anh chị suy nghĩ thật kỹ, chuyện này hết sức là quan trọng. Nó hệ trọng không chỉ riêng cuộc đời anh chị. Dạ. Mà nó còn hệ trọng đến những người con nữa. Bây giờ anh chị để tay mình nút bấm đi. Mình suy nghĩ thật kỹ. Bấm hay không bấm là quyền của anh chị. 3 2 1 Hết thời gian. Cảm ơn Quyền Linh và Cát Tường cùng với ekip thực hiện chương trình. Cảm ơn quý khán giả. Tuy nhiên hai đứa mình thì cũng đã không từng thành công trong cái hôn nhân và tình yêu. Cái sự thận trọng là đôi khi cũng cần thiết. Yeah, cho nên mình nghĩ đôi khi mình có duyên rồi đó nhưng chưa có nợ. Quan trọng nhất là hôm nay mình được gặp nhau ở đây và có thể mình sẽ có một cái cơ hội khác, em và cả anh. Yeah. Xin cảm ơn. Và một điều mà Quyền Linh nghĩ rằng rất là vui nữa là hôm nay anh chị trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh về Bạc Liêu sẽ đi chung một chuyến xe. Biết đâu điều gì sẽ xảy ra trên chuyến xe ấy. Cũng có thể tất cả mọi điều có thể xảy ra nếu chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Gửi tặng hai anh chị nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc cho hai anh chị sớm tìm được một nửa của mình. Và đặc biệt là chị nhé. Người phụ nữ sẽ tìm được một người đàn ông sẵn sàng đón nhận mẹ con chị. Và chúc anh sẽ không ở một mình nữa mà sẽ có một người ở cạnh mình để chăm sóc chia sẻ anh nhé. Vâng, cảm ơn. Dạ.
Hay bị tự kỷ. Buồn buồn em hay ngồi nói chuyện với chó à. Lạ nha. Chứ em không có nói chuyện với động vật. Là xấu em cũng không có à. Không có. Em hơi cá tính một chút xíu cho nên em cần một người ngoan. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Rồi, bây giờ bạn giới thiệu về mình đi bạn trai. Dạ, em xin tự giới thiệu là em tên Phạm Trung Hậu. Năm nay em được 28 tuổi. Em đến từ Bình Dương và hiện đang làm việc tại Bình Dương ạ. Hậu làm gì Hậu? Em làm cơ khí ạ. Ý tức là làm cụ thể là gì? Là bên chế tạo máy ạ. À, chế tạo máy móc này kia đó hả? Dạ. Mời em dạ. gái giới thiệu. Dạ. Em xin chào chị Cát Tường và em chào anh Quyền Linh. Chào em. Và bạn trai kế bên ạ. Và cùng mọi người ở dưới khán đài ạ. Em tên là Võ Thị Bé ạ. Năm nay em 25 tuổi, quê ở Kiên Giang. Hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm bên kinh doanh online tự do ạ. Bán gì cơ? Em bán về thời trang với lại nước hoa ạ. Em đang sống với ai? Em đang sống với anh trai ạ. Sống với anh trai. Dạ. Những điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, hát với lại vui vẻ hòa đồng ạ. Còn điểm yếu của em là bạn bè em hay nhận xét em hay bị tự kỷ. Trời, bốc. Mình là làm việc muốn bán mà tự kỷ dạ, là sao? Không, không phải, do em có cái sở thích là hay đi xem phim một mình đó chị. Nhưng mà em thích thể loại kinh dị với lại phim ma. Trời đất ơi, rồi coi ở nhà hay đi đâu rạp coi? Đi coi rạp đó chị. Đi coi rạp mà đi một mình? Dạ. Coi phim kinh dị, phim ma không? Dạ đúng là sở thích của em. Trời đất ơi, cô vậy này cũng lạ cô, ghê. Một cô gái rất là cá tính đó nha. Chơi gì nữa không? Hoặc là buồn buồn em hay ngồi nói chuyện với chó à. Lạ nha. Nó có hiểu em không? Em nghĩ là hiểu cho nên nó cười quá trời mà. Ủa nó cười luôn, em thấy nó cười nó luôn giỡn hả? Nó chị. Em nói tiếng người hay nói tiếng khác? Dạ, em nói tiếng người ạ. Nói chung em là một cô gái đã gây ấn tượng ngay từ đầu với bên đàn trai rồi đó. Dạ. Em có nói chuyện với gì không? Dạ, em không có nói chuyện với lòng dạ. Em có cái điểm mạnh hay điểm yếu gì không, bạn trai? Em có tính hơi kỹ chút, ham học hỏi, vui vẻ, hòa đồng, thẳng thắn, trung thực, biết quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người mình yêu thương ạ. Tốt. Nhiều dữ ha. Và siêng năng, chăm chỉ, cần cù. Hay quá vậy ta. Em thì không hút thuốc, không ăn chơi, không cá độ, không rượu chè, không lăng nhăng, đặc biệt em rất là trung tình ạ. Trời ơi, dữ vậy trời. Trời ơi. Đâu mà thế giới còn sót lại có một người vậy nè. Thì em cũng đâu có gì tật xấu đâu đúng không? Dạ tật xấu em cũng không có à. Không có. Wow. Mình nói một chút xíu về tình trường đi, bạn gái. Dạ, em thì từng trải qua hai mối tình ạ. Mối tình đầu tiên của em là 1 năm rưỡi. Và em cũng vừa mới đi ăn đám cưới của bạn trai cũ 1 tháng trước. À. Còn một mối tình sau cùng thì cũng là 1 năm rưỡi luôn ạ. Lý do sao chia tay? Do người ta có, nói chung là bắt cá hay tay với chị, quen người mới à. Rồi em phát hiện ra rồi cái chia tay luôn. Dạ. Thế còn bạn trai? Thì em hồi đó em cũng có quen một cô gái ở Trà Vinh hả? Hồi đó em có làm bên quảng cáo buôn bán mấy thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe. Cô gái đó đến hội trường, em cũng có để ý làm quen. Và em quen cũng được là 3-4 năm rồi. Lý do sao chia tay? Lúc đó là chưa chia tay đâu. Cái hồi nhỏ mà còn tính còn chưa vững chạc. Công việc cũng chưa được ổn định. Thì em cũng ngưng tiếp xúc với bên... bên cổ khoảng 1-2 năm sau cổ lấy chồng rồi, cổ cũng ly dị luôn rồi, có một đứa con. Có gặp lại không? Dạ không có. Lúc đó cổ chủ động nhắn tin cho em. Em thì cũng muốn quay lại cô ấy cho nên tiếp tục cuộc hành trình của em khoảng 2-3 năm nữa. Rồi cuối cùng em thấy cô ấy có một cái chút sự lừa dối ở trong đó cho nên em quyết định không đi đến nữa. Nên em không biết đó là cái mối tình của em không nữa. Đó là mối tình chứ gì nữa. Em chưa được nắm tay, chưa được từng gì hết luôn ạ. Chưa được làm gì hết. Quen từ lúc ta chưa có chồng, tới lúc ta sinh con. Dạ. Rồi người ta bỏ chồng, rồi ta dẫn con, rồi quen nữa mà chưa nắm tay luôn. Dạ chưa. Ôi, vậy em có men không vậy? Em định hỏi rồi đấy. Em gặp cổ em nói chuyện gì? Thì nói chuyện cũng vu vơ chút. Vu vơ? Vu vơ, hỏi em khỏe, nay em làm như thế nào, ăn cơm như ra sao vậy á. Như rất là lâu, nhưng lý do tại sao không nắm tay, không có hôn gì chứ vậy? Tại lúc đó em quen, cũng khoảng được 1 tháng, tại hội trường nó dọn đi á. Cho nên em không có ở đó tiếp xúc với cô ấy nhiều. Hello.
Dạ chào chị Cát Tường ạ. Bạn gái bên này hỏi, nhờ chị hỏi giùm em một câu thôi, là em có men không? Dạ men ạ. Men sao làm gì một thời gian dài quá nhưng mà không được nắm tay vậy ta? Tại em có chút khờ lắm ạ. Khờ khờ, nhưng mà thí dụ như là mình giống đực gặp giống cái, mình phải sát vô mình tới không biết liền rồi, chứ. Mắt lịch sự, em không như vậy được. Em 28 tuổi hả? Dạ. Em trai hay em gái? Em con trai mà. Giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Nói về nhược điểm của cô ấy, nhược điểm hay ưu điểm của cô ấy? Trời ơi, cái mẫu người lý tưởng của em á. Cái mẫu người lý tưởng của em hả? Nói về chiều cao thì cao khoảng 1m50 đến 1m65 là được. Rồi. Rồi ăn mặc thì đừng hở hang quá. Cũng đừng có cầu kỳ quá hả? Có vẻ thích truyền thống chút xíu dạ, không? Dạ truyền thống một chút, ăn mặc vừa thôi ạ. Vừa thôi. Chưa đừng hiện đại quá, em thấy hiện đại giờ em thấy hại điện quá ha. Không phải. Em thấy nó kỳ kỳ sao á. Kỳ kỳ ông ơi. Hiện đại ta đẹp chứ gì đâu kỳ. Không phải, em thấy nhiều cái quần áo á, cái thì hiếu quá trời luôn. Cái thì dư mô đen mà. Dư mà như cái mền vậy á. Còn cái này mỏng, mày mỏng mong manh luôn. Như cái dễ rách vậy hả? Không, nhìn xuyên thấu luôn. Trời ơi, thì đó, như dễ rách vậy đó. Em không thích hả? Em không thích hả? Dạ không, thấy nó sao sao á. Có khi nào em nhìn cô gái nào mà tự nhiên em thèm, em nuốt nước miếng không? Dạ cái đó thì có ạ. Có luôn hả? Có, nhưng mà... Em thấy cái gì mà em thèm nuốt nước miếng? Em muốn cái gì? Thì nuốt nước miếng nhưng chứ không thèm quá nha. Thèm ăn thịt người ta chết. Dạ. Nhưng lý do sao nuốt nước miếng? căng à nuốt thì em thấy cô ấy xinh quá. Rồi sao nữa? Sao thèm? Dễ thương quá. Gợi cảm quá. Có xuyên thấu không mà gợi cảm? Không. Thật đó là hở hang quá đó. Vừa phải mới gợi cảm được. Thì em nhờ đúng cái hở hang mình mới chảy nước miếng. Mà em cấm về người yêu em hở hang là sao? Không, ở nhà được chứ ra ngoài đừng có hở quá. Sợ thằng khác nuốt nước miếng không? Dạ đúng rồi. Thôi giờ còn cái điều gì em không thích nhớ người bạn gái? Đừng có sống ảo quá hả? Sống ảo là sao? Ví dụ ăn một bữa ăn phải chụp hình rồi phải đăng lên, đi đâu đó nhà vệ sinh cũng cầm điện thoại chụp hình chứ không được xăm hình. Đừng có nhậm tóc. Trời đất ơi, cái gì tùm lum vậy? Ông bao nhiêu tuổi nhưng ông cũng già vậy, cũng non vậy. Trời ơi, được rồi, để tôi nghiên cứu là sao cái mặt thì non choẹt hả ông ơi? Cái mặt nhìn coi như là sủ nhi. Em không phải sủ nhi chị. Ý là tôi nói nhìn cái tướng, cái mặt, nhưng mà ở bên trong nó già chát hà. Theo em, người con gái đạt mấy điểm thì là chuẩn đối với em? Khoảng 7-8 điểm là được. 7-8 điểm là về cái gì mà 7-8 điểm? Dáng. Giọng nói, tính cách, hiếu thảo, lịch sự lễ phép hay không Sợ em gái. Bây giờ em nghe chàng trai này nói em thấy mình được khoảng mấy điểm? Em tự nhận xét em có thể được 8 điểm thôi đó anh. Rồi, ngon lành luôn. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em nói với anh Linh luôn đi. Mẫu bạn trai của em thích một người ngoan, hiền và thật thà. Em thích một người... Ngoan, hiền và thật thà. Ngoan, kiếm chồng mà ngoan hả trời? Ngoan chi trời? Anh ngoan lắm đó, em thấy không? Nãy giờ nghe anh nói thì cũng thấy ảnh... Hơi bị ngoan đó. Dạ, gọn gàng, sạch sẽ là ok. Quá sạch. Được hết luôn á. Vậy được rồi đúng không? Dạ. Thì kiếm trai ngoan chi vậy? Em hơi cá tính một chút xíu cho nên em cần một người ngoan. Để về dạy người ta hả? Nhiều lúc thì em cũng có thể chỉ cho anh nhiều thứ mà anh chưa từng làm bao giờ. Anh không có hút thuốc uống rượu, không ăn chơi, không trai gái, không có cái gì bất cứ gì chân á. Nói chung là ngoan là số 1 rồi đó. Dạ không hút thuốc là ok rồi. Thật thà. Bé hậu. Dạ bé hả? Dạ. Dạ dạ bé hả? Bên này bé, tên bé. Dạ. Bên này tên hậu, gọi là bé hậu. Rồi. Nay em đi với ai nè? Em đi với anh trai và một người chị của em. Anh ruột hả? Anh ruột ạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và tất cả mọi người trong trường quay ạ. Thì em là Hoàng Ninh, em là anh trai của bé. Bé rất là cá tính và rất là dứt khoát trong tình yêu. Còn về cái bạn nam á, thì em thấy là bạn hiền. Mới gặp có vài phút thôi nhưng mà em cũng chưa có dám nhận xét nhiều đâu. Em chỉ muốn nhắn nhở tới hai bạn một câu thôi. Có duyên gặp ở trên này rồi thì cứ cho nhau cơ hội, có phận hay không thì cứ đợi thời gian trả lời. Cảm ơn em. Hậu đi với ai hậu? Dạ em đi với cậu mợ và bé con của cậu. À có cậu mợ ha. Em xin chào chương trình, chào anh chị Cát Tường và Quyền Linh. Dạ chào anh. Em là cậu của Tí Hậu. Bên kia bé.
Bên đây tí. Ở nhà kêu nó Hậu đó, tí hồi đó giờ nó kêu tí Hậu. Nó cũng hiền lành, từ nào giờ nó cũng không có bạn gái gì hết á. Cho nên nó nhiều ly nó nói những cái câu đó ra hôn nó như ông già vậy chứ thật ra nó không phải vậy. Cái tính đó mà nghĩ nó như ông già chứ nó không phải ông già đâu. Nó còn trẻ mà. Dạ. Dạ. Thì nó tính vậy đó thôi, hai bạn gặp nhau được thì tới luôn chứ. Tới luôn không cậu? Dạ. Nhưng mà cậu thấy cháu dâu tương lai vậy được không? Thấy thì được rồi đó, nhưng mà đó là cậu chấm còn nó nữa. Cậu quyền chấm rồi đúng không? Của Tí Hậu. Nhiều khi cậu được con được sao? Rồi, được, quan trọng được hay không là do cháu nữa. Dạ. Cảm ơn dạ. Cậu. Mở màn nha, mạnh mẽ lên nha Hậu. Cố gắng lên nào. Tìm người yêu thôi. Mở rào. Rồi, mời hai bạn. Anh có bó hoa dạ, cảm ơn. Anh thấy chiều cao của em đủ tiêu chuẩn của anh chưa anh? Dạ đủ à. Dạ đủ. Em nhìn anh không nghĩ anh 28 tuổi luôn á. Nhìn anh trẻ quá. Anh cũng nghĩ vậy anh. Trời ơi, tự tin dữ. Cảm nhận lần đầu tiên anh gặp em thì anh thấy như thế nào? Anh hiện trong lòng rất là hồi hộp. Nhiều khi nãy giờ em anh cũng run quá trời luôn. Em nhìn dễ thương, cũng hiền. Cô này không có hiền đâu. Cô này không có lắm. Chút một con một chút hiền, một chút dữ à. Anh thấy chấm cho em được mấy điểm rồi anh? Khoảng 7 điểm rưỡi à. Xạo quá. Dạ thiệt ạ. Thiệt không? Dạ thiệt. Em có 3 điểm muốn hỏi anh. Em cứ anh hỏi. Anh có ăn cay được không? Ăn cay ăn được ạ. Anh có thích ăn hải sản không? Hải sản được luôn. À, vậy anh về chung đội với em được đó, quê em ở dưới biển. À, anh thì hết ăn món ngon, em nội trợ tốt hả? À, em nấu ăn cũng ổn anh. Nói chung nội trợ tốt là anh phái lắm. Cô gặp nhau nói chuyện tình yêu, chuyện ăn vậy. Thế vô chuyện tình yêu đàng hoàng chứ ăn uống gì đâu đây. Em thấy anh sao không? Có hợp với em không? Rồi tấn công liền thử coi. Dạ. Anh thấy, em thấy em thấy anh như thế nào? Yêu cầu của em là hiền. Thật thà thì em nhìn thấy ở anh đều có những điều đó. Mới gặp lần đầu tiên thì em cũng không dám đánh giá nhiều. Em với anh có thể tìm hiểu sâu hơn mới mình mới hiểu rõ nhau hơn nhiều được. Hẹn hò sao? Đứa ở Bình Dương ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Rồi ông kia không biết đường biết xá gì rồi đi chơi sao? Dạ có Google Maps là chị. À. Nếu mà mình tiến tới nhiều hơn em muốn xin được mấy đứa. Theo tiêu chuẩn thì em tỷ sinh từ 1 tới 2 con thôi anh. Dạ như vậy là ok rồi. Nãy bạn gái đó nói hỏi bạn trai 3 câu mới hỏi 2 câu à. Dạ câu cuối cùng em đang chuẩn bị. Câu cuối cùng em hỏi anh là anh có thích em không? Anh có thích em không? Thích chứ. Cảm xúc của anh về em thì trong lòng anh thì rất là ok rồi. Nhưng dạ. Mà về sau thì mình tìm hiểu chứ mình sẽ hiểu rõ hơn. Hỏi nếu mà anh về với em thì em nói chuyện với chó hay nói chuyện với anh? Em yêu hú vặt như vậy. Về nhà em nói chuyện với ai nhiều hơn? Nói chung thì lúc mà chưa có bạn trai thì thời gian rảnh thì có thú cưng thì em lại thích nói chuyện với thú cưng. Nhưng mà nếu mà có bạn trai rồi thì mình phải dành thời gian cho bạn trai mình nhiều hơn chứ. Ủa nhà mình nuôi mấy con rồi? À nhà em chỉ có nuôi một con thôi. À, một còn con được chứ một... nhiều con chắc không nói chuyện nha. Không. Một con anh chiến đấu với nó nổi phải không? Nhiều quá anh thua phải không? Dạ đúng không, rồi. Nếu mà có anh về chắc là nó bị bỏ qua một bên rồi đó. Nghĩa là anh em ưu tiên thôi. Anh nhiều hơn chó đó. Ưu tiên hơn là ok rồi. Chứ người vẫn chơi vui hơn chó chứ. Đồng nhiên nó chó xong nó kỳ kỳ sao. Cún ha. Một cún này cún này chứ chó nghe nó. Tự nhiên nó càng cún nó kỳ quá. Thôi bây giờ bạn gái hát tặng bạn trai một bài đi. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về đây nói với nhau mấy lời. Tới em đó. Em hát một đoạn thôi nha anh. Dạ. Tiến tới gần nó hát cho vui. đứng sát đó. À, sát vô. Tấn vô. Mờ. Dạ. Em đứng gần quá anh ngùng quá anh hát không được anh. Đấy đó. Ngùng quá anh ơi. Tập từ từ quen đi. Nhìn thẳng vô mắt luôn. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau.
cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Cảm ơn nhé. Tập này ổn ạ. Chúng ta sẽ tiến hành bấm nút nha. Dạ. Em thấy tim mình có rung động không? Dạ rung, nãy giờ rung và hồi hộp lắm. Hồi hộp dạ. Đúng không? Rồi. Tí ráng lên nha tí. Dạ. Đây. Nếu bấm nút là chúng ta bắt đầu có nụ hôn đầu tiên đó. Được không? Dạ được ạ. Biết hung không? Chắc giờ biết. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau đi hai bạn. Có bạn trai kìa. Nói với anh trai điều gì đi, hứa với anh trai điều gì đi. Em hứa với anh là em sẽ chăm sóc và lo lắng cô ấy nhiều hơn như ngày hôm nay à. Và em xin xin hôn cô ấy. Em hỏi ý kiến của em gái anh xem nó có cho hôn hay không. Nếu mà cho rồi thì hai đứa cứ dắt nhau đi về. Dạ em xin cảm ơn. Thì được. Dạ được anh. Không chán rồi. Bạn ấy nói hùng mình chán. Không có được. Một, bản lĩnh lên. Trời ơi, cô ấy quay qua. Quay qua thì đúng rồi. Quay qua cho em hung đó. Trời quay ơi. Qua cho ông chạy quay hả? Quay qua hung chúng môi. Ủa chúng môi là bị gì? Cô ấy quay em, qua em. Hung thì nhỏ không được, phải hung lâu lâu chứ. Mần lợ nè. Chị nào nói bu thôi mới thôi nha. Từ từ. Để im, để im. Để im, để im. Nhón dữ vậy. Cao quá. Cao quá. Tao hôn cứ bình thường đi sao mà cứ cao quá em không. Cao thì hôn thấp xuống. Không có nhón nha. Không có nhón. Được không? Dạ, ba được cái. Giờ nhắc lại cô đó tên gì? Tên Bé. Còn em tên gì? Em tên Hậu. Bé Hậu. Rồi, chúc mừng các bạn. Dễ thương lắm. Đây là chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn nha. Đến đó xem phim để yêu nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn nha. Đây, chị Tường gửi quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá là 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa, đến từ hệ thống của cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú. Dạ. Má cũng vui sớm cho anh chị nha. Dạ em xin hứa đó. Hứa nha, dạ, cố gắng dạ. Đó. Hứa dạ, đó, anh rồi. Làm chứng đó. Nắm tay, nắm tay. Trời ơi đó. Mừng quá. Cụ già đã có được người yêu. Tới sao bây mà? Giờ thì em vẫn đang độc thân. Mối tình sâu đậm nhất của em là một năm. Nhưng mà chưa gặp mặt lần nào. Gì chất của ốc vậy? Em ăn cái gì cũng nhanh hết á. Hình như là ngược hết với em luôn á. Làm việc gì cũng chậm hết. Hung gì đâu mà nhón thế ớn luôn à. Lời quá, hung được ba cái rồi gì nữa. Như vậy là chúng ta đã có cặp đôi đầu tiên đồng ý hẹn hò. Hy vọng rằng những điều hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Mời quý vị tiếp tục cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em gái. Rồi. Mời bạn nam. Rồi. Dễ thương thôi, quá. Em gái giới thiệu cho mình đi em. Dạ em chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh. Chào bạn nam bên kia. Và chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay. Em tên là Vũ Thị Duyên. Năm nay 23 tuổi. Đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Em làm công việc gì? Dạ em là gia sư tại nhà. Em dạy toán lý hóa cấp 2 ạ. Dạ. Đi làm gia sư ha. Mời bạn trai giới thiệu. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Tuấn Anh, 24 tuổi. Hiện tại em đang ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Công việc lái xe Grab. Grab 4 bánh anh. Trước đây thì em làm công việc gì? Dạ trước đây em đi bộ đội xong về học lái xe ra chạy taxi Mai Linh được 1 năm. Rồi sau đó gia đình mua xe em chạy Grab. Dạ. Em thấy mình có những cái điểm mạnh với điểm yếu gì trong cuộc sống? Dạ điểm mạnh là phụ giúp gia đình.
ham học hỏi, hòa đồng, vui vẻ. Điểm yếu là ăn nhanh. Em ăn cái gì cũng nhanh hết á. Hình như là ngược hết với em luôn á. Em sao, còn em thì sao? Em ăn rất là chậm, làm việc gì cũng chậm hết. Em mà đi tiệc á, em ăn là thế nào về nhà cũng bị đói à. Tại người ta ăn xong rồi em mới ăn. Bây giờ em hãy cho biết cái tình trường của em chút xíu đi. Trước khi em đi bộ đội em có quen một cô ấy, nhưng mà trong thời gian quân ngũ á thì cô ấy không chờ đợi em được, thì cô đi ấy cũng đã lấy chồng. Dạ. Cũng còn nghiệp ta thời và xuân tới xanh bây mà. Giờ thì em vẫn đang độc thân. Có khi nào trên xe có cô gái đẹp rồi tâm sự chia sẻ với cổ không? Dạ không anh, đối với em quan niệm rõ ràng, khách là khách, mình là mình, kết thúc chuyến xe chào hỏi khách vui vẻ vậy. À dạ cũng tốt ha. Rồi bạn gái, cái điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em đặc biệt là nói chuyện rất hợp với mấy người già, người lớn tuổi. Ồ vậy hả? Dạ. Và còn điểm yếu của em á là ăn chậm, làm việc chậm. Với lại mọi người nhận xét em là hung dữ và khó tính. Gì kỳ vậy? Nó chả cái gì cũng chậm chậm mà hung dữ khó tính chỗ nào? Em mà đi dạy bình thường em rất là hiền, nhưng mà bữa đó mấy đứa dặn là về nhà làm bài tập mà không làm là em nổi khùng lên, em chửi dữ lắm. Chửi thì sao? Cô dặn bao nhiêu lần rồi sao không làm bài tập về nhà? Rồi vậy sao học? Đấy vậy thôi. Vậy cũng đâu có gì đâu dữ, vậy mình răng đe học trò, vậy học trò mới sợ cô chứ. Mà mấy đứa nó sợ cô không? Dạ có. Sợ vậy là tốt rồi. Dạ. Học trò phải sợ mình dạy mới được chứ. Dạ. Cái đó không thành vấn đề đâu ha. Mà mấy bạn nhận xét em dữ lắm. Vậy hả? Vậy chắc còn cái gì dữ hơn nữa đúng không? Em cũng không biết nữa. Tình trường thì sao? Em trải qua 4 mối tình. 4 mối tình? Dữ. Sao sao? Cái mối tình nào? 23 tuổi 4 mối tình là cũng dữ quá. Dữ rồi đó. Mối tình sâu đậm nhất của em là 1 năm nhưng mà chưa gặp mặt lần nào. Gì chất quốc vậy, năm chưa gặp mặt lần nào sao gọi là mối tình? Dạ là thì đồng ý quen rồi chị. Trên mạng á hả? Dạ cái anh đó là anh của bạn em, cái anh thấy hình, cái anh xin số điện thoại, anh làm quen xong rồi đồng ý quen, rồi anh cũng hứa là anh vô đây đi làm, cái xong rồi cuối cùng anh không vô, anh kêu em về quê nhưng mà ba mẹ em ở đây hết rồi nên em không muốn về quê. Chưa gặp mặt nhau lần nào? Dạ đúng rồi. Không ở đâu lận? Dạ ở ngoài Thanh Hóa chị. Là chưa có vô đây lần nào hết, thăm nhau là chia tay luôn rồi? Dạ chưa. Trời ơi là trời, một mối tình rồi. Mối tình nào mà gặp mặt rồi mà sâu đậm nhất? Dạ mối tình cuối cùng, cuối cùng gặp mặt rồi sâu đậm nhất là 3 tháng. Trời đất ơi, rồi làm gì trong 3 tháng đó, được cái gì rồi? Gặp nhau được 3 hay 4 lần gì đó. Tại vì anh đó là làm trong quân đội, anh gọi là y như kiểu vô tâm á chị. Rồi cuối cùng là em kêu giờ anh quyết định đi, một là quen nữa, hai là chia tay. Anh chọn chia tay nên là em chia tay luôn. Trời đất ơi. Thôi bỏ qua đi em ơi. Nghe dạ, cuối cùng thấy không quá. Có mối tình với em nào nó sâu sắc hết trơn á. Bạn nam hát tặng bạn nữ hoài cho nó xôm không khí lên coi. Bạn nữ tình duyên lận đận quá. Bắt đầu. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa vời. Cảm ơn. Thế giờ em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào em trai? Đơn giản, chung thủy, là một phụ nữ truyền thống, không màu mè, không cầu kỳ. Vậy thôi. Cao thấp mập ốm. Ngoại hình thì 1m55 trở lên là được rồi. Em có 1m50 anh ơi. Không sao đâu, anh bù cho. Anh bù gì được. Anh bù chiều cao cho. Cắt chân qua chị. Rồi còn gì nữa? Em có mẫu hình lý tưởng nào không em trai? Đẹp như chị Cát Tường là được rồi. Rồi. Trời ơi. Được. Cảm ơn em nghe. Để qua anh coi coi đẹp không. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ. Cũng hơi giống giống. Rồi em gái, em có mẫu hình lý tưởng nào về người chồng lý tưởng của mình? Dạ bố của em ạ. Bố của em ạ. Sao biết này giống bố em ta? Bố em như thế nào? Bố em coi. Bố em nói chung là một người đàn ông của gia đình. Bố rất là yêu thương gia đình. Mặc dù nhiều lúc bố mẹ em có hay cãi nhau á, nhưng mà sau tất cả thì vẫn quay lại. Anh xin lỗi. Không sao, không sao, không sao, cứ nói đi em. Em hơi nhạy cảm là
bố mẹ cãi vã thì đêm đêm em nằm em hay buồn lắm. Thấy bố mẹ mình như vậy em buồn lắm. Nhưng mà em không dám nói trước mặt bố mẹ em tỏ ra mạnh mẽ. Có một lần em nhớ có lần lúc đó em đang học 12, bố mẹ cãi nhau định ly dị luôn. Em nói là giờ bố mẹ ly dị thì con nghỉ học, không đi học nữa. Sau đó rồi bố mẹ mới ngồi lại nói chuyện với nhau á, mới quay lại. Tại vì mẹ nhiều lúc mẹ bố em đi làm xa, cái mẹ em hiểu lầm là bố em lăng nhăng hay này kia. Nhưng mà em biết bố em là người rất là chung thủy. Nhiều lúc bố không dám nói với mẹ, nhưng mà những buổi tối em với bố coi đá banh hay là coi tivi, coi phim hoặc là ăn cơm thì bố đều tâm sự với em. Bố nói là đôi khi mẹ hay làm quá vấn đề, nhưng mà thực ra là bố rất yêu mẹ nên là bố sẵn sàng bỏ qua, không muốn nói. Tại vì nếu nói ra thì gia đình sẽ có cãi vã và không ấy lại được. Tại vì lúc nóng giận thì mình nói ra những lời á, có thể gây tổn thương đối với người khác. Và em muốn một người yêu của em giống như bố em, tức là chung thủy và dạ, sẵn sàng nhường nhịn bỏ qua như là bố em đã bỏ qua cho mẹ em, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi chàng trai thấy được không? Được đó anh. Được đúng không? Dạ. Rồi mình có thể hỏi thăm ý kiến người thân cái đã. Khoan cho em qua coi chàng trai bên kia cái đã, đang còn xúc động với câu chuyện của cô gái nè. Bây giờ em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Chị hỏi anh coi có uống rượu hay là hút thuốc gì không? Em không có chịu được mùi thuốc, tại vì nhà em không ai hút thuốc hết. Chào chị. Rồi chào em, đó em nghe câu hỏi của bạn gái rồi đó. Dạ. Em trả lời đi. Em thì từ nhỏ đến lớn là thuốc men, rượu chè là không bao giờ em nghiện ngập bất cứ một thứ gì. Ừ. Đặc biệt là em tài xế nữa, khi đã lên ôm vô lăng là không bao giờ, dù có nể nang lắm hay là có đi tiệc tùng với khách khứa mời em vô em ăn một miếng hai miếng là xong, em đứng dậy em chào về. Ừ, rồi vậy dạ, tốt rồi ha, yên tâm rồi ha. Còn dạ, gì nữa không? Dạ cao, ngoại hình cao trên 1m7 đi cao. Tại nhà anh này em cao, ai cũng cao hết á, anh này cao em luôn ạ. Rồi gì nữa? Dạ nói chung biết quan tâm gia đình như ảnh nói là được rồi. Em có định sau này em phát triển kinh tế em làm gì thêm để tăng thu nhập khi mà có vợ có con không? Dạ em cũng dự định mở một quán cà phê rang xay á, tại nhà rồi nếu mà lấy vợ về cho vợ phụ giúp, bạn bè em cũng đông nữa. Là dạ, mình sau này lập gia đình là mình sẽ ở với ba mẹ luôn đúng không em? Dạ, là làm dâu đúng không? Sao cũng được chị, ba mẹ cũng chia đất cho ba chị em trong nhà, ai cũng có phần hết rồi. Thì nói chung là vợ chồng tự lực đó thì có đất sẵn đó thì tự đó mà làm nên sự nghiệp thôi. Rồi dạ, ok, chị thấy vậy là cũng ổn định rồi đó. Cặp này chị thấy được. Giờ mình hỏi ý kiến người thân nè, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và hai bạn thân ạ. Chào hai anh Si. Dạ, chào cô. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cách Tường, chào quý vị khán giả. Chào bạn trai bên kia. Chào cô. Cô thấy là bạn trai bên này thì cũng hiền, tính cách cũng được. Thì hai cô anh mà thấy có duyên thì hãy cho nhau cơ hội trên hết. Dạ, em cảm ơn ạ. Vâng, cô. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với ba mẹ và em trai. À, có ba nữa, dạ, có mẹ nữa. Rồi, chào, chào cô chú. Con chào cô chú. Vâng, xin chào chương trình và chào... em chị Quyền Linh, chị Cát Tường. Yeah. Nói chung ở nhà thì tôi thì bộ đội nghỉ hưu. Gốc của bác là người Nghệ An. À, dạ. Mà đi năm 82, năm 90 là ở Đông Nai, thì lên đây được 5 năm rồi. Nhờ chương trình đây là gọi như để hai cháu gặp nhau, đấy là cái duyên rồi. Thì hai cháu cho cơ hội nhau là bấm nút thì ta tìm hiểu từ từ. Thì bên này khuyết điểm cái này thì bổ sung bên kia. Đấy. Bởi vì mình tìm ở ngoài đời nó khó lắm. Được cái này mất cái kia rồi là giá cảnh người này người nọ khác kia tên thì mong hai con nó bấm nút rồi là họ hẹn tìm hiểu tiếp. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chú ạ. Thôi bây giờ mở rào cho hai bé gặp mặt nha. Mở rào. Rồi bắt đầu đi. Wow, mà em có món quà tặng em. Dạ. Đây là cái xe mô hình. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Dạ, em có món quà tặng anh. Dạ, tặng chiếc xe ý nghĩa gì em trai? Em làm công việc lái xe á chị. À. Đó là xe mô hình thôi.
Vậy thôi hả? Chứ có gửi gắm gì vô cái chiếc xe đó tặng cổ không? Thì mỗi khi em lái xe trên đường thì bạn nữ nhìn vô chiếc xe là biết em. À, anh có thấy trên bó hoa của em có gì đặc biệt không ạ? Rất đặc biệt luôn đó, nhìn kỹ đi. Cái gì? Nhìn hoa. Trời ơi, ông nhìn cái hoa mà ông không thấy gì đặc biệt hả? Nó có hoa gì ở trỏng? Có đây nè. Trời ơi. Hoa hồng nè. Hoa hồng à. Rồi các loài hoa nè. Đó, rồi có cái này đó. Cái này là cái gì nè? Xà lách nè, xà lách nè. Rau xà lách đó anh. Rồi, rau xà lách. Xà lách bắp cải gì đó. Này là gì? Đó là dưa hấu hay sao? Cà rốt. À, cà rốt. Cà rốt. Dạ. Đó, nó đặc biệt ở chỗ đó đó. Mày hỏi cô biết cái hiểu ý nghĩa không? Ý nghĩa em vẫn chưa tìm ra cái ý nghĩa. Lấy cổ về là... chỉ ăn rau củ không đó. À, là ăn chay á hả gì? Thì hỏi cổ đi chứ sao chị biết được. Ý là bỏ. Ngoài tình yêu ra thì chúng ta phải chăm sóc một cái vườn rau cải trong gia đình ha. Hay là cho dù đẹp cách mấy nhưng cũng phải có cái ăn được. Có thật mới giật được đạo. Ước mơ sau này của em á là có một vườn rau, trồng rau, trồng hoa. Và ước mơ lớn nhất mà trước giờ chắc bố mẹ không biết đâu là em muốn mở một cái nông trại trồng rau. Nên là em muốn tặng bó hoa này mang ý nghĩa đó thôi. À, trồng quả hồng thì khó chứ trồng cải xà lách đơn giản mà em. Dạ đúng không anh? Yeah. Không, em trồng nhiều loại hoa lắm, em thích trồng nhiều loại lắm mà. Tại vì ở nhà em thì cũng là vào đây đi lập nghiệp thôi. Nên là chỉ có đủ đất để xây nhà thôi à. Em chỉ trồng thêm rau thôi chứ không có trồng hoa. Rồi, hai đứa nói chuyện đi về rau, củ quả gì để sau đi. Chúc cô xào như thế này cho. Em thấy anh sao? Nếu mà qua cách nói của anh á, thì em thấy anh là một người quan tâm gia đình giống như em. Tại vì em quan niệm á, là gia đình là nhất. Quận 9 với Bình Dương sát nhau mà, em ở Bình Dương chỗ nào? À, em tuốt ở trên Bầu Bàng lận. Mà cái hướng nhà em là quốc lộ 13 đi thẳng đúng không? Không, không, không. Hướng nhà em là hướng lên Dầu Tiến. Hình như là đường DT749. À, em nhớ là vậy mà em cũng hỏi đường rõ. Sao đi. Vô chuyện tình yêu đi. Nãy giờ nói rau củ quả với đường không à. Nếu như em có vợ thì em sẽ làm lo lắng gì cho vợ? Thì quan tâm chăm sóc mỗi ngày rồi phụ vợ làm việc nhà đồ. Còn vấn đề con cái thì vợ lo. Hả? Sao vợ tự lo được? Anh thì, cũng phải phụ thì chứ. Cũng phụ một phần nào đó thôi. Phụ được cái gì phụ thôi chứ còn dạ. Anh không có quan niệm cái gì hết. Dạ, nói chung là em thì nghĩ là trong gia đình á thì ai cũng làm được hết, nam cũng như nữ, chồng cũng như vợ, thì ai cũng phải chăm sóc con, gần gũi con. Tại vì khi nó lớn lên á, mà cái mà bố mẹ mình thể hiện á, mình làm sao á, là nó học y chang vậy à. À, lúc vợ sinh thì em làm gì? Em sẽ phụ giúp mọi công việc có thể. Ví dụ? Ví dụ như chợ búa rồi đi mua mấy cái đồ lặt vặt cần thiết. Rồi khi con khóc hay là con gọi là đá dầm á thì anh làm sao? Anh có thể thay tả cho con giúp em không? Có, anh có thể làm được. Chỉ có đẻ cho em là anh không làm được thôi. Em nói chốt vô câu vậy đi, cái gì anh cũng phụ em được đó, hết á. Cái gì anh cũng phụ được đó, hết. Cho nó dứt khoát rõ ràng. Ở nhà em á, lên chỗ anh chắc cũng phải hơn 2 tiếng. Thì một tuần anh có thể lên thăm em bao nhiêu lần? Khoảng cách xa gần anh không quan trọng, nhưng mà quan trọng là mình thương nhau thật sự. Tại vì khi em yêu em hay tin tưởng người ta dữ lắm. Chia tay mới phát hiện ra người ta có người khác. Không, yên tâm đi. Anh tin em này. Em thấy tính cách nãy giờ không? Rất là nhút nhát. Đây mới là người chung thủy nè. Dạ. Vấn đề là tình yêu có đủ thăng hoa để nhớ nhau, để yêu nhau, để đến với nhau hay không thôi. Em nhìn cô gái đi. Em thấy có rung động gì với người đối diện không? Có. Em thích cô gái không? Em thích mẫu người như này. Thích điều gì ở cô gái ấy? À, sống giản dị, tình cảm. Trên gương mặt cô ấy thích gì? Phúc hậu. Thích nụ cười không? Có. Bên đây đồng ý thì khoảng bao lâu em cho bước tới được em gái? Dạ, khoảng 1 năm đến 2 năm. Khoảng 1 năm.
Được dạ. ha? Dạ, được. Bố em đồng ý đâu mà. Và bây giờ nhắm mắt lại cho các bạn, kiểm tra lại con tim mình một lần nữa xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Có bấm mày em. Có bấm không em? Có. Mời em gái. Rồi nắm tay nhau đi nè. Quay cái này ra cho nó đẹp nè. Bây giờ xin phép đi nào. Xin xin phép cô cho con được hôn em. Đó, gật đầu đó. Thấy được không? Được. Thấy lòng mình nó gọi là rung động không? Rung này, động. Chàng trai này hiền lắm đó nha. Cố gắng giữ lấy nha, anh ấy thật tình lắm đó. Dạ. Đây, những chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn nếu có dịp đến đó xem phim để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Cảm ơn. Đây, thì Cát Tường gửi tặng hai bạn. Đây là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa, đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Quà tặng của các bạn là một cặp gói cao su thiên nhiên đồng phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm đồng phú. Nắm tay nhau đi. Rồi. Giỏ hoa kìa, hỏi hoa và bắp cải đây. Nữa kìa.